combo và âm thanh giá rẻ cho anh em chơi Tết. Đây, thì trong cái combo này mình sẽ có một cặp loa 2 tấc. Thì cái này là dạng loa treo nha. Một cái amply 8 sò và một cặp micro không dây SH300G. Đây. Micro bằng kim loại luôn, rất là chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử âm thanh cho mọi người nghe thử nha. Rồi thì cái amply này chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth luôn. Chọn bộ combo 3 món như thế này thì chỉ có giá là 3,9 triệu thôi nha. Mọi người nhớ nha. Đó, một cặp lo, một cái amply và một bộ micro không dây, 3,9 triệu thôi. Rồi, thì nếu mà mọi người không thích cái mẫu này á, đây là cái mẫu lo JBL ha. Thì mọi người có thể qua mẫu này. À. Tùy theo sở thích mọi người thôi. Đó, hai mẫu. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ nha. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.